Vào sáng ngày hôm qua, thì tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức lễ công bố báo cáo tuần triển vọng năng lượng Việt Nam đường đến phát thải ròng bằng không. Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam đường đến phát thải ròng bằng không là ấn phẩm thứ tư trong chuỗi các báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được xây dựng trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch. Báo cáo trình bày các kịch bản phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam đến năm 2050, tập trung lộ trình thực tế để Việt Nam đạt được cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, Việt Nam cần có những nỗ lực nhanh chóng, mạnh mẽ và bền vững. Năm 2017, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cục Năng lượng Đan Mạch và chỉ đạo của Bộ Công Thương, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã xây dựng và công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2017. Đây là báo cáo triển vọng năng lượng đầu tiên được xây dựng và công bố tại Việt Nam, đem lại những thông tin và kinh nghiệm giá trị trong lĩnh vực phát triển năng lượng cho các nhà hoạch định chính sách.